Chào mừng anh chị đến với kênh cờ tướng Việt Trung. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị một trận cờ hay vừa diễn ra sáng nay, ngày 25 tháng 3 2024. Trận này thì Hương Lan Việt Nam cầm đỏ đi tiên gặp Lữ Khâm Trung Quốc cầm đen thủ hậu, mời anh chị thưởng thức.
Đăng Chuyên. Đăng Chuyên. Đăng Chuyên.
Chương trình Chương trình Chương trình Chương trình Chương trình
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军，trên đây sát cục nữ khâm buông cờ nhận thua. Video của em cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu anh chị thích, anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Xin chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.